Rồi, ok các bạn, bây giờ tiếp theo á, sau khi tạo khối lay mask xong, lấy khối lay mask xong, bây giờ mình tạo một khối bị dạng bất kỳ ha. Thì bây giờ bạn đóng, bạn xem lại và đóng dự án cho mình, đóng dự án lại, và mở dự án mới new kiến trúc mới ha. Ok, rồi bạn cũng mở cho mình thứ nhất là Calchinus, tiếp theo là Border View, và chọn View và chọn Style View rồi, như thế này. Rồi các bạn mở ra ha. Okay, các bạn giờ bắt đầu ha. Bây giờ các bạn chọn cho mình cái đầu tiên nha. Trong cái môi trường inlay mask á, thì bạn chọn mình cái hình tròn đầu tiên nè, circle. Bấm đây vẽ cho mình cái đầu tiên là cho nó khoảng 4.000 đi. Và cái hình tròn thứ hai bạn cho nó cái bên như này cho nó khoảng 3.000. Rồi kéo theo lệnh đó nha. Biểu tượng cho hai cái lốc nhà hình trụ á. Ha. Tiếp theo bạn click chuột trái vào hình tròn này. Thì nó gì ở đây nó hiện một cái create form, tạo một cái khối đặt hoặc là cái khối khoét. Bây giờ tạo khối đặt đi, khối đặt. Và cái khối đặt này nó hai kiểu, một là hình cầu, hai là hình trụ. Nó hỏi mình là hình cầu hình trụ, mình chọn là hình trụ. Ok chưa? Đầu tiên. Tiếp theo cái hình thứ hai như vậy nữa, bạn nhấn vô, mình nhấn create form, solid form. Nó hỏi mình là hình cầu hình trụ, nó hình trụ. Scaffolding. Rồi các bạn làm đến đây đi, mình sẽ nói tiếp. Ok các bạn làm. Rồi ok các bạn tiếp theo nha. Sau khi tạo hai cái form xong rồi làm gì? Bạn điều chỉnh kích thước xíu đi ha. Đầu tiên là mình click vô trong cái phần scheduling nha, nhớ gì? Mình chọn cái đầu tiên nè, mình nắm kéo lên. Ctrl Z. Rồi. Mình nhập kích thước cho mình xíu nha. Nhớ lưu ý nè, ở đây nó tách làm hai mặt. Thấy không? Lít vô nè, có từng mặt là mặt một. Lít lên trên cái phần hình tròn phía trên á. Hình tròn phía trên nha. Rồi. Ở đây nó để kích thước nè. Mình nhập cho mình nó vô nó là 15 nha. Thì cao 15 mét. Nó bị giờ ra, thấy không? Thì bạn dùng gì? Align. Align. Nói trường hợp nó bị như vậy thì mình sẽ kéo trực tiếp ra luôn. Nó bị dính. Mười lăm nghìn. Cái này cao và kéo lên. Align. Phá giữ lại. Align dưới phá giữ lại. Bấm lại nữa rồi sang luôn. Nào. Nhập cái khoảng cách ra vô. 15 ngày. Rồi. Rồi các bạn tiếp tục phần thứ hai. Ok các bạn, bây giờ trong trường hợp mình sẽ chỉnh kích thước lại xíu nha. Bây giờ nắm vô cái hình tròn đầu tiên nè, thì nó hiện lên đúng không? Thì trong môi trường Border View á, hoặc là môi trường Earth đứng á, mình thấy nó hiện cái số nè. Mình nhập vô cho mình nó là khoảng 15.000 đi. 15.000. Enter nó cái nha. Rồi tiếp theo câu chuyện theo là sao, làm sao move lên nè. Trong môi trường Border View mình nhấn chữ move mình bấm từ đây lên đây. Ok ha. Rồi, tiếp tục cái thứ hai. Rồi bạn nhập cho mình đây kích thước nè, là cho nó khoảng 10-12 ngàn. Hai tòa tháp. Rồi bạn nhấn chữ mua di chuyển cái này là ok discard rồi. Rồi xong ha. Nè cho các bạn cái cao trình os các bạn thấy không, bạn quét chọn nè
hai cái khối đó như thế này. Rồi tiếp theo bạn nhấn chữ chọn lại trong phần lớp và nhấn chữ mua lại, được ha, mua lại cái nữa đây ha, trả lời đâu anh. Xoay cái khối này, hai khối xoay với nhau á, thì sẽ lấy mặt phẳng này nè, trái để vô những cột chuột trái nữa, nhớ lưu ý chọn đúng một khoảng tròn nha, hiểu không? Hai mặt này nè, à, quay lên top và dùng lệnh xoay nè, bấm lên cái nè, ok không? Cái theo lệnh thì lúc bây giờ bạn thấy khối nó xoay như thế này, chưa? Cột chuột trái làm lại. Đầu tiên trong môi trường 3D view nha, 3D view bạn ra chuột vô nè, nó phải là một đường tròn phía mặt phía trên á, lít vô nhấn cồn cho chuột trái cái nữa, được không? Là chọn hai cái mặt bằng đó, đó. Tiếp theo bạn quay lên top và dùng lệnh rotate rồi bấm quay một góc 90 rồi cắt theo lệnh, được chưa nào? Ngoài ra ví dụ cái chiều cao của đỉnh tháp á, các bạn có thể làm cách này nè, bạn chọn mặt phẳng của cái đối tượng đó của tháp thứ nhất ha, bạn quay chữ right nè, đây nè, bạn nóng kéo lên xuống mặt phẳng nha, như di chuyển mặt phẳng nè, rồi nhập vô ví dụ 16.000 đi, ở đây bây giờ. Rồi tiếp theo ví dụ như cái này mình muốn cho nó cao lên xíu cũng tương tự như vậy, cho nó khoảng 13.000. Đây 13.000. Được rồi đó. Ngoài ra trên cái mặt phẳng này bạn phải kéo đi, bạn chọn mặt phẳng. Dùng cái mũi tên nắm kéo qua. Tùy biến ha. Được chưa bạn? Không. Rồi các bạn, sau khi hoàn tất được format xong, bây giờ sẽ bỏ tường vô nè. Thì bạn chọn mình Maxing Size và chọn chữ Word by Frame. Tiếp theo trong Roti bạn chọn mình cái tường Renderic chữ Millimetric ha. Rồi bạn ra chữ trái vào trong cái mặt phẳng bên trong, mặt phẳng bên trong lập tức sẽ tạo cái tường bên trong cho mình. Ok ha, rồi các bạn làm đây đi. Tiếp theo là mình tạo mặt sàn. Mình cách là bây giờ sẽ tạo thêm sàn, mình cách là trong cái phần cao trình S, mình nhấn L, L, nhấn Bitline. Rồi cho khoảng cách đầu tiên là 4.000. Rồi chuột cho bấm vô đường level 2. À. Tiếp theo là cái khoảng cách sàn tiếp theo là 3.000. Bấm vào level 3. Cách thuận lệnh như bạn tạo thêm tầng 3 và tầng 4. Nha. Rồi. Sau khi tạo thêm tầng rồi các bạn làm gì? Cho phần level 1 bạn quét hết, chọn hết cho mình. Và nhấn filter. Bạn bỏ hết. Bạn lấy chỉ mask thôi. Format. Apply. Ok. Rồi tiếp theo bạn chọn mask law phía trên. Rồi. Nó biểu mình tạo mấy tầng, mình tạo 4 tầng. Nhấn shift chuột trái và nhấn dấu click. Nhấn ok. Rồi. Tiếp theo bạn làm gì? Trong môi trường 3D view, bạn chọn mình Maxing Size, bạn chọn chữ Floor by Face, nhấn vô, biểu xếp dự án, bạn đặt cho mình cái tên dự án đi, nó là tạo khối Inlay Mask, cái tên. Rồi bây giờ, khi bạn chọn cái phần Floor by Face á, bạn chọn cho mình cái loại sàn, rồi ở đây là loại sàn 160 mm. À, rồi bạn chọn select beauty ha, mình quay thế này, mình nhấn chuột trái chọn, chọn vô sàn nha, rồi ok ha, select thôi, select beauty lần lại nha, lo select beauty nè, lấy chưa, 1, 2, 3, 4. Rồi.
nhớ bạn nhé, còn cho chuột trái chọn nha, chọn từ mặt sàn một nha, rồi sau đó bạn nhấn create floor để mặt sàn được tạo ra. Rồi tiếp theo sau khi tạo sàn xong tạo mái, mình có lựa chọn rút cái mái, mình cho nó mái mỏng và đừng mái dày quá, mình cho cái mái rút Renderic 105 đây nha, và vô bấm một cái nhấn Create Group, rồi nhấn Create Group Sketch thôi. Rồi tiếp vậy nha, bây giờ nè cái chỗ cái lưới này nè, bây giờ xử lý thế nào thì đương nhiên mình lọc ra, mình chỉ lấy format thôi nha, mình xử lý format, nó nằm trong format á, apply ok, mình nhấn edit inlay đó, vào trong edit của nó ha. Thì khi vào phần edit inlay á, bạn click chuột trái vào trong cái khối này thì nó sẽ hiện hai cái, một là surface ha, dạng lưới, bạn bấm cái nó hiện ra, bấm cái tắt đi, nó bấm hiện ra này, nó có hai cái, một là URIC và VERIC, ví dụ như VERIC là dọc, tắt bật đi ha, URIC là ngang, ok ha, đó bạn hãy tương tác như thế này. Rồi tiếp theo thì cái dạng này là dạng nó là no pattern, tức là chưa có gì hết, và muốn kiểu một pattern khác như kiểu hexagon, được chưa? Bởi vì nó sẽ ra kiểu như thế này, ok ha. Rồi tiếp theo trong đây thì bạn hãy can thiệp vô, ví dụ như là cái URIC là cái phần lưới ngang á, thì số lượng bao nhiêu cái, khoảng cách bao nhiêu, góc bao nhiêu, nằm đây nè. Thì cái này có anh em nào rảnh thời gian á, em mò thử này nha, can thiệp sâu vô trong đó ha. Rồi tức là tùy biến á, tùy biến như mình ý muốn như thế nào ha. Hexagon hoặc bên đây bạn chọn nó, bạn chọn một cái kiểu khác, ví dụ nó là cái thằng octagon đồ tay gì đó, vô ok ha. Nhưng finish mark là cái thì lúc giờ biên dạng nó ra kiểu khác, yeah. Ok ha, thì cái này thì nó như tùy theo anh em, dù anh em mà có thời gian rảnh anh em can thiệp sâu vô ha. Và ngoài ra cái này nữa bạn, thực chất có những cái biên dạng này nè, những biên dạng này nè thì nó sẽ có một cái, tức là nó có một cách là tạo ra family của những cái hexagon này, đây nè, nó có một cái bài là tạo ra các kiểu biên dạng như này, nó có. Thì nếu cần thì buổi sau mình sẽ bổ sung thêm cho bạn cách nó tạo ra những cái biên dạng này cho một kiểu khác, chứ không có cái này là có sẵn rồi, nên đồng ra có những cái biên dạng mình muốn khai triển một kiểu khác thì mình sẽ hướng dẫn một cách làm nha. Thì cái này nó can thiệp vô sau một cái family nữa bạn, như thế này nè, và nhấn file, bạn chọn chữ new và nhấn family, thì trong đây nó có một cái family trong phần concept to mask, đây là cái family nền nó là magic mask. Khi bạn bật lên bạn cho thiết kế cái biên dạng của cái khối này theo một hình gì đó tùy mình ha. Thì cái phần này nó sẽ hơi phức tạp xíu, mình sẽ nói sau, mình sẽ bổ sung sau cho các bạn nha. Thì tạm thời khối mắt thì mình dần ở mức độ là đến những biên dạng có sẵn nha. Thì sau này mình sẽ bổ sung thêm một clip nữa là cho phép bạn can thiệp sâu vô cái khối này nha. Rồi ok, rồi bây giờ các bạn làm theo ha. Nhớ finish mark kết thúc lệnh.